À, xin chào quý vị trở lại chương trình Trực Diện TV. Thì hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2021, tức là tuần lễ thứ ba kể từ ngày ca sĩ Phi Nhung bị mất. Thì trong tuần rồi, ở tại miền Nam California, cụ thể là vùng Lido đô Sài Gòn, thì trung tâm Thúy Nga kết hợp với phía gia đình của ca sĩ Phi Nhung, cụ thể là con gái Wendy của ca sĩ Phi Nhung, đã tổ chức một cái buổi lễ tang rất là long trọng và rất là nhiều người tham gia, ngay cả những cái người ở phe phái chính trị rất là khác nhau cũng đã tham gia. Và ở trong Việt Nam đó, thì ngay từ lúc ca sĩ Phi Nhung bị mắc bệnh, khi nhập viện và khi mà chuyển viện lên bệnh viện Chợ Rẫy, và phía bên chính quyền, hay đúng hơn là ở phía bên bệnh viện, người ta nói là người ta thực hiện các cái biện pháp hết sức là nhiệt tình và đã nhiệt tâm cứu chữa, nhưng mà cuối cùng thì ca sĩ Phi Nhung chuyển biến nó càng lúc càng xấu hơn và nặng hơn, và cuối cùng thì phải qua đời cũng vì cái Covid-19. Thì ngay từ lúc nhập viện đến những cái diễn biến ở trong bệnh viện đó, thì rất là nhiều cái fan hâm mộ của ca sĩ Phi Nhung đã theo dõi và người ta cổ vũ rất là nhiều và cũng đưa ra rất là nhiều các lời cầu nguyện. Thì tuy nhiên, đối về cái trường hợp của ca sĩ Phi Nhung cũng như là nhiều cái ca nghệ sĩ khác và vướng vào cái vấn đề mà làm từ thiện đó, thì cũng có những cái vụ lùm xùm, cũng vẫn có những cái vụ thị phi. Thì ca sĩ Phi Nhung trước khi nhập viện cũng đã tạo ra một cái làn sóng chú ý trên dư luận liên quan đến trường hợp của Hồ Văn Cường, tức là cái người con nuôi, một cái người mà cũng gọi là ca sĩ nhí rất là thành công, và liên quan đến cái việc nuôi con nuôi của 23 trẻ em nữa, rồi cái việc mà làm về Việt Nam sinh sống, thì cũng là những cái đề tài để mà người ta tranh luận. Thì nói chung, cái việc mà ca sĩ Phi Nhung đi về Việt Nam làm việc và thành công, rồi cũng như là nhiều cái ca nghệ sĩ khác nữa từ hải ngoại, thí dụ như trước đây là Trí Tài, rồi Hoài Linh, rồi nhiều người khác, và người ta nói rằng bây giờ đó, gần như cái nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát huy các cái tác dụng và cho thấy cái việc mà giao thoa văn hóa văn nghệ đó, giữa Mỹ với Việt Nam nó gần như không có cái điểm dừng. Và một người có thể nói giống như Phi Nhung đi, khi mà rời khỏi Việt Nam trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn, nói rằng có một cái sự bị phân biệt do ca sĩ Phi Nhung xuất thân là một cái người mà gọi là con lai, và cái diện đi cũng là diện con lai nữa, và hoa Mỹ hòa nhập rất là khó khăn, ngay từ lúc đầu cũng phải làm rất là nhiều việc, sau đó thì thành đạt trong cái, được người ta biết nhiều về cái nghề ca hát và có cái chỗ đứng trong cái nghề ca hát và đứng trên cái sân khấu của Thúy Nga. Tuy nhiên thì cái thành công của Phi Nhung á, về mặt vật chất ở tại Hoa Kỳ có lẽ nó cũng chỉ dừng lại thôi, nó không phải là phát quang như là trong cái lúc mà Phi Nhung đi về Việt Nam. Có nhiều người nhận định như thế, nhưng mà chúng ta không biết được, bởi vì hàng năm mỗi người ta làm được bao nhiêu tiền hoặc là người ta có những cái tài sản gì thì cái đó chúng ta không thể nào nắm được. Tuy nhiên thì những gì mà người ta thấy là ca sĩ Phi Nhung trong hơn mười mấy năm qua đó, khi mà về Việt Nam sinh sống, thì có lẽ là cái tên tuổi của Phi Nhung và cái sự yêu mến của Phi Nhung đối với nhiều người đó, nó nhiều hơn là trước đây, nhiều hơn là khi ở Hoa Kỳ, và ngay cả cái thu nhập cũng vậy. Thì ai cũng thấy rằng là ở tại Hoa Kỳ đó, những cái ca nghệ sĩ hàng tuần thì nhiều khi hát có một lần, có khi vài ba tuần mới có một show, và phải bay lung tung ở trên khắp nước Mỹ và chỉ hát ở một số các cái tụ điểm cũng vài trăm người thôi, hoặc là có khi vài ngàn người. Vài ngàn người là trước đây, chứ còn bây giờ thì cái việc mà tổ chức một cái buổi ca nhạc đó mà được vài ngàn người là rất là hiếm, gần như là không có. Ngay cả hát mà gọi là từ thiện, hát mà gọi là không có thu vé đó, cũng không có thể mà gom được rất là nhiều ngàn người như là trước kia. Thì cái về Việt Nam thì ai cũng thấy rằng các ca nghệ sĩ được hát mỗi ngày, được tiếp xúc với khán giả mỗi ngày, còn được lãnh tiền quảng cáo và được làm rất là nhiều thứ. Chính vì vậy đó, rất là nhiều ca sĩ ở hải ngoại, thậm chí là có những cái bài báo, những cái nhận định người ta nói rằng 10 ca sĩ, người nghệ sĩ ở hải ngoại đó, thì hết 9 người rưỡi muốn về Việt Nam. Và trong số mà về Việt Nam thì gần như là thành công, gần như là có được các cái tiếng nói. Thì cái việc mà ca sĩ Vi Nhung được trung tâm Thúy Nga và nhiều người quan tâm, cái dư luận rất là quan tâm khi mà trở về, đã bị mất đó, thì đi ra về Mỹ bằng cái tro cốt do cái ca nghệ sĩ hài gọi là Việt Hương ôm về, thì tổ chức cái lễ tang rất là trang trọng. Người ta nói rằng đây là cái lễ tang, nhưng mà thật ra thì nếu mà dùng cái từ cho nó đúng đó, thì cái lễ cầu nguyện thì đúng hơn, hay cầu siêu,
hoặc là một cái lễ thăm viếng, một cái lễ gọi là tưởng niệm. Chứ có người họ không đồng ý rằng gọi đó là cái lễ tang, bởi vì cái lễ tang thì nó gồm có rất là nhiều các cái lễ trong đó, như là lễ tẩm liệm, lễ nhập quan, rồi lễ coi như là thăm viếng, rồi lễ viếng mộ, rồi lễ hạ quyệt, hoặc là lễ hỏa táng, hoặc là cái lễ đủ thứ lễ hết. Nói chung là nó có nhiều cái lễ trong đó. Còn cái này thì đã hỏa táng rồi, tức nghĩa là không có nhập quan, không có động quan gì hết, rồi ngay cả không có coi như là những cái lễ phát tang đồ, nó chỉ lòn trong cái đó trước khi làm người ta nhập quan, người ta mới làm những cái lễ đấy. Thì trong cái trường hợp này thì cái cách gọi thì có lẽ người ta muốn nói rằng muốn tổ chức cho một cái tang lễ, muốn tổ chức một cái điều mà họ làm giống như là ngay từ đầu để thể hiện một cái sự trang trọng và cho thấy rằng rất là nhiều người hâm mộ đã theo dõi. Và trước đó thì cũng có những cái vụ lùm xùm liên quan đến cái việc Trung tâm Tiếng Nga đưa ra cái ý kiến rằng là sẽ coi như là độc quyền các cái hình ảnh trong cái vấn đề đó. Chúng ta lại không bàn về những cái việc đó, những cái việc đã qua rồi và có quá nhiều những cái sự bình luận ở các cái chương trình YouTube khác. Tuy nhiên thì hôm nay chúng ta chỉ muốn nói một cái đề tài, một cái đề cập một vấn đề là ca sĩ Phi Nhung được Việt Nam, nói chung là được rất là nhiều những người hâm mộ trong Việt Nam. Dĩ nhiên là không phải toàn bộ ca người ta ủng hộ, cũng có những người họ không ưa ca sĩ Phi Nhung, cũng có những người chỉ trích ca sĩ Phi Nhung, chỉ trích rất là nhiều vấn đề, về vấn đề mà làm từ thiện, về vấn đề nuôi con nuôi, về vấn đề Hồ Văn Cường nữa. Và đến bây giờ sau khi mà ca sĩ Phi Nhung nằm xuống rồi, trong những tuần lễ vừa qua đã làm đám tang rồi, coi như là đã làm lễ tưởng niệm rồi, nhưng mà vẫn còn đó những lời chỉ trích, những cái lời ong tiếng ve vẫn còn. Phải nói rằng cái dư luận thì người ta cũng rất là ác, người ta cứ liên tục bám đuổi và vẫn cứ tiếp tục như vậy. Thì thật ra thì chúng tôi không có cổ xí cho những cái hành vi như vậy. Theo như cái đạo lý của người Việt Nam thì nghĩa tử là nghĩa tận, không có nên để mà truy sát người ta như vậy. Ngay cả ở góc độ luật pháp vậy, một cái người mà phạm tội rất là nặng đi, nếu như mà trong cái quá trình điều tra, thậm chí là người ta có kết án rồi mà người đó bị mất, thì gần như là cái hồ sơ đã phải bị hủy, hoặc là gọi là nó sẽ bị đình chỉ, không thể áp dụng được và không thể tiếp tục điều tra, không thể tiếp tục buộc tội người đó. Cho nên là về đạo đức đã như vậy, về pháp luật đã như vậy, thì cái cách hành xử của chúng ta cũng phải nên ngưng lại. Nhưng mà nhiều người đó thì họ cứ nói rằng là phải, mặc dù là mất rồi, nhưng mà vì cái lý do chính đáng là muốn làm rõ các cái sự việc, cho nên là cái chân lý là phải phải được khẳng định. Do đó thì họ cứ nói là nếu mà nó đúng thì vẫn phải làm để rút kinh nghiệm, làm để mà thấy rõ ai đúng hay sai này kia cái nọ. Thì thật ra ai cũng có cái lý của họ, và người ta cứ đưa ra rất là nhiều cái lý luận để mà nói. Và một điều đó cho thấy rằng ca sĩ Phi Nhung khi mà đi về Hoa Kỳ, có rất là nhiều người nằm trong cái giới gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền, đấu tranh gọi là chống cộng sản, ngay cả các chú các bác, những người nằm trong các cái lực lượng mà của Việt Nam Cộng Hòa trước đây thì cũng đi dự đám tang, và có nhiều người cũng phát biểu rằng là ủng hộ, nói chung là rất là mến mộ ca sĩ Phi Nhung về cái tài ca hát và về cái đạo đức nữa, đủ thứ chuyện hết. Thì cũng gặp mấy cái nhiều cái sự tranh luận là bởi vì họ cũng nói rằng phía bên trong nó có vấn đề gì không, ca sĩ Phi Nhung vì sao làm mà nhận con nuôi, và vấn đề nhận con nuôi có giấy tờ hay không, và nó liên quan đến vấn đề thừa kế hay sao. Thật ra thì bản thân chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều các câu hỏi của những người mà quan tâm đến trường hợp này. Người ta đặt vấn đề là ca sĩ Phi Nhung nhận con nuôi như vậy thì bây giờ mất rồi, thì vấn đề tài sản xử lý như thế nào, và ai sẽ là người thừa kế, và cách mà chia thừa kế theo luật pháp của Việt Nam ra làm sao, và nếu mà theo luật Mỹ nữa thì có xung đột gì không, và con gái của ca sĩ Phi Nhung sẽ được thay mặt mẹ để làm những vấn đề gì, có ảnh hưởng gì đến 23 đứa con đó hay không, rồi những cái nhà cửa tài sản gì ca sĩ Phi Nhung nếu có ở bên Việt Nam thì Windy về Việt Nam có thể tiếp quản được hay không. Thì tất cả những vấn đề đó là một cái đề tài khác, chúng ta không nói ngày hôm nay. Chỉ nói rằng đó là khi mà ca sĩ Phi Nhung về trong nước thì có ca hát và hành nghề ở trong nước ai cũng thấy rồi. Và trong nước đó thì người ta ở bên ngoài, những người mà họ chống cộng, họ lúc nào cũng nói đó là cộng sản. Và dưới cái môi trường văn hóa văn nghệ ở trong nước đó thì gọi là có cái sự kiểm duyệt,
thì thường người ta chỉ trích lúc nào cũng nói như vậy. Và ca sĩ Phi Nhung đã thành công, cũng như là ngay cả Hoài Linh, ngay cả Chí Tài, ngay cả nhiều người khác cũng đã rất là thành công về mặt danh tiếng, về mặt nghề nghiệp, và khẳng định luôn á là cái sự thành công về vật chất nữa. Và trong có quá nhiều các cái chương trình ca nhạc đi, ca sĩ Phi Nhung cũng có hát dưới cờ đỏ sao vàng, có những chương trình ca ngợi Đảng Cộng sản, nói chung là nguyên cả một cái chương trình mừng Đảng mừng xuân chẳng hạn, rồi mừng Đảng quang vinh gì đó các thứ, thì ca sĩ Phi Nhung cũng có tham gia trong hàng loạt những cái chương trình như vậy. Và những hình ảnh đó nó cũng được công chiếu ở trên mạng xã hội, công chiếu ở trên truyền hình của Việt Nam, và người ta thấy cũng rất là bình thường. Hiện giờ thì hình ảnh của rất nhiều các cái ca sĩ hải ngoại khi mà về Việt Nam hát trong rất là nhiều các cái chương trình của Việt Nam đó, có cả những cái ca sĩ mặc cờ đỏ sao vàng đi nữa, thì trước đây những người Việt Nam ở hải ngoại người ta chống đối rất là dữ dằn khi mà thấy một số các ca sĩ đứng hát, rồi những cái dancer đó, những người mà múa minh họa chỉ cần mặc áo bộ đội, áo hay nón tai bèo, hay là những cái lá cờ múa lung tung ở trên sân khấu, mà những người nghệ sĩ hải ngoại mà đứng chung như vậy thôi cũng đã bị chỉ trích rất là dữ dội. Thậm chí họ nói là cano, hay là những cái người mà làm coi như là những cái người tuyên truyền viên cho Đảng Cộng sản, những người mà văn hóa vận là đủ thứ chuyện hết. Trong cái trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng, trong cái trường hợp trước đây thì Thu Phương về Việt Nam cũng mặc nguyên cái áo cờ đỏ sao vàng, rồi ngay cả Phi Nhung cũng có hát trong một số các cái chương trình mà có cái background đằng sau là cái cờ đỏ. Thì khi mà đi về Hoa Kỳ đó, trong cái lễ tang thì người ta để cái lễ tang của ca sĩ Phi Nhung, những cái hình ảnh của ca sĩ Phi Nhung trên cái sân khấu, và sân khấu thì treo cái lá cờ vàng ba sọc đỏ rất là lớn, bên cạnh cái lá cờ Mỹ, rồi ngay cả cái di cốt, hay nói chung là tro cốt của ca sĩ Phi Nhung cũng được để gần các cái lá cờ vàng, và những lời kêu gọi, những cái lời nói thấm thiết, những cái sự chia sẻ, những cái kỷ niệm xưa của rất là nhiều những cái người đồng nghiệp, hay ngay cả những cái diễn và giả đó, thì cũng đứng trước cái lá cờ vàng, và thậm chí rằng còn nói rằng ca sĩ Phi Nhung là nạn nhân của cộng sản, một cái người phải ra khỏi đất nước, và phải có một cái đạo đức, một cái tình thương rất là dữ dằn. Người nào á ở khi mà về Mỹ thì người ta nhận rằng ca sĩ Phi Nhung giống như là người có cờ vàng, và cái người của gọi là con của một cái chiến binh của Hoa Kỳ. Và khi về Việt Nam thành công thì ở trong Việt Nam người ta cũng thừa nhận rằng ca sĩ Phi Nhung hòa nhập rất là tốt. Chính vì vậy cho nên rất là nhiều cái chương trình ca nhạc đó, ca sĩ Phi Nhung đã đứng giống như là những ca sĩ mà được đào tạo ở trong nước, và người ta cảm thấy rằng không có một sự phân biệt. Thì đây á là cái thời điểm này đó, chúng ta thấy rằng góc độ chính trị, góc độ mà gọi là ý thức hệ, có phải là đã tới lúc cái nghị quyết 36 nó đang phát quang rất là dữ dội, làm trong và ngoài nước, ở góc độ mà văn hóa văn nghệ đã không có còn cái ranh giới nữa. Nói chung là khi mà cờ đỏ cờ vàng nó không phải là cái mục tiêu chung, không phải là một cái điều để mà ngăn cách giữa hai bên. Mặc dù là vẫn còn đó một số người họ cực đoan, một số YouTuber cũng lên rồi cũng hay chửi rủa, cũng lung tung. Có nhiều cái chương trình là YouTube cũng lên nói rằng cờ vàng cờ đỏ rạch ròi, nào là nước sông không đụng nước giếng, nào là coi như không thể hòa hợp và nhã với cộng sản, nào là còn bóng cộng sản, là không thể nào nói chuyện, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà trong trường hợp của ca sĩ Phi Nhung và rất nhiều những cái trường hợp khác có liên quan đến giữa cờ đỏ cờ vàng thì chúng ta thấy rằng nó rất là đặc biệt. Thì đây là một số những cái hình ảnh mà chúng ta cũng cũng thấy ở trên mạng xã hội thôi. Ví dụ như là đây là cái ca sĩ Phi Nhung trên người tư nhân nha, coi như là hát nằm giữa một cái lá cờ đỏ, như mặc áo ông già trong những người mà có thể trở thành cái đại tôi cũng đóng rất là nhiều những cuộc họp như vậy. Và cái việc mà đi hát trên sân khấu đó thì là cái điều rất là bình thường thôi. Khi mà một ca sĩ sắp chung với nhau và hát một cái top ca, và cái background đằng sau cũng không phải là vấn đề gì, và có lẽ là những hình ảnh như thế này nó đã quen thuộc với nhiều cái người Việt Nam ở hải ngoại rồi. Và đây là một cái hình ảnh mà được tổ chức cái tang lễ của ca sĩ Phi Nhung ở tại hải ngoại trong cái tuần lễ vừa qua,
Thì đây là một hình cáo phó ha của ca sĩ Phi Nhung, bên cạnh đó là lá cờ vàng và lá cờ của đạo Phật. Và những người mà họ phát biểu họ có đứng ở dưới lá cờ thôi, và nói về những cái sự cống hiến của ca sĩ Phi Nhung, về cái đạo đức của ca sĩ Phi Nhung, về cái tư đức và cái công đức của ca sĩ Phi Nhung. Nói chung rằng bây giờ đó họ không có đặt nặng vấn đề chính trị nữa, và ngay cả việc ca sĩ Phi Nhung ở trong Việt Nam được điều trị như thế nào và đã bị mất ra làm sao, người ta cũng không có những cái sự quy kết hoặc là có những cái sự tố cáo, hay nói đúng hơn là gần như nó có một sự thông cảm. Người ta thấy rằng ca sĩ Phi Nhung là một nạn nhân của cái Covid-19, và cũng phải ghi nhận rằng chính quyền ở trong nước người ta đã cố gắng để mà trị bệnh rồi, người ta đã dùng hết các cái biện pháp nhưng mà đã không qua đời được. Và ca sĩ Phi Nhung cũng đã được tạo điều kiện rất là dữ dội, nhất là ở phía bên góc độ những nhà quản lý ở trong Việt Nam, khi mà người ta áp dụng các cái biện pháp, các cái máy móc thiết bị để mà điều trị, rồi ngay cả trong cái việc mà vận chuyển thi hài hay là hài cốt về Hoa Kỳ đó, thì ở phía Việt Nam cũng đã chủ động cho phép rất là nhiều các cái hướng mở hơn, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta đã thấy rồi. Thì trước đây cũng vậy, trước đây là trong cái trường hợp của Chí Tài đó, thì ông Chí Tài cũng phải cũng giống như ca sĩ Phi Nhung, là một cái người đi về từ Hoa Kỳ cũng rất là thành công. Chí Tài thì ngay cả trước đây ở tại Hoa Kỳ đó thì không có thể hiện cái quan điểm chính trị, nói vấn đề là chống chính quyền Việt Nam hay không, hay là nói về cổ xí cờ vàng hay không, hay như thế nào. Nhưng mà người ta thấy rằng ca sĩ Chí Tài cũng trong một cái gia đình, và ngay cả anh em của ca sĩ Chí Tài thì cũng có thể hiện quan điểm rất là rõ ràng. Ví dụ như là những cái người trong gia đình thì làm trong cái ngành truyền thông chẳng hạn, trong một cái đài phát thanh đi nữa, thì cũng có những cái chương trình chống cộng và những cái bình luận về những cái việc làm ở trong Việt Nam, và theo cái hướng cổ xí về cái văn dân chủ nhân quyền gì đó các thứ. Nhưng mà cuối cùng thì ca sĩ Chí Tài nằm xuống, thì gia đình anh chị em ngay cả bên nào đi nữa thì cũng đã ghi nhận, nói chung là cũng đã đón tiếp cái thi hài của ca sĩ Chí Tài và làm rất là trọng trọng. Và người ta thấy rằng ngay cả ca sĩ Chí Tài, mặc dù là xuất thân trong cái gia đình không biết là phải HO hay không, hay là trong cái lực lượng Việt Nam Cộng Hòa hay không, nhưng mà về Việt Nam vẫn được đón tiếp rất là thành công, và thành công một cách rất là vang dội nữa. Qua cái đám tang của ca sĩ Chí Tài đó, của nghệ sĩ Hà Chí Tài, có thể thấy được rằng rất là nhiều người tham gia, người ta nhiều cái YouTuber đeo theo ghi nhận những hình ảnh để mà phát lên trên mạng xã hội, và những cái chương trình nào cũng rất là nhiều người theo dõi, và ai ở góc phố nào người ta cũng bàn tán về cái trường hợp của ca sĩ nghệ sĩ Chí Tài, cái sự ra đi rất là đột ngột đó, để lại thương tiếc, để lại đủ thứ chuyện hết. Và qua cái đám tang ca nghệ sĩ Chí Tài thì cũng có cái sự gây quỹ, và những cái quỹ đó được cho rằng làm từ thiện. Rồi khi mà về Hoa Kỳ cũng vậy, thì cái đề tài của cái đám tang của nghệ sĩ Chí Tài cũng là một cái nguồn thu hút các khán giả, cho nên cũng rất nhiều các YouTuber đã theo dõi và đã bám vào các cái sự kiện như thế này. Thì cái việc mà nhiều YouTuber mà họ bám vào các cái sự kiện, những cái người mà mất rồi đó, những người rất là nổi tiếng như thế này, thì có nhiều người họ cũng rất là chỉ trích. Họ nói rằng bám vào các cái xác như vậy để mà kiếm view rồi đủ thứ chuyện hết, để mà kích hoạt lên rồi để tạo ra một cái sự thu hút đủ thứ chuyện. Thì rồi cũng có ý kiến nói rằng là những người đó khi mà còn sống, ví dụ như ở tại Hoa Kỳ đi, trở lại một cái trường hợp trước kia không liên quan đến vấn đề của nghệ sĩ, đó là trường hợp của phi công Lý Tống. Khi mà ông Lý Tống mất đi đó thì cũng rất là nhiều YouTuber họ tham gia, rất là nhiều cái sự chú ý, rồi có quá nhiều những cái lời bình luận, có quá nhiều những cái lời tung hô, và người ta bám vào cái sự kiện của Lý Tống để mà làm một cái đám tang rất là rình rang. Nhiều người có tiền ra thì bỏ tiền ra mua đất, mua dành lấy để mà tổ chức cái đám tang, dành lấy mua huyệt mộ, rồi người ta tranh luận với nhau và nói chung là chỉ trích với nhau rất là dữ dội. Và trước đó thì người ta thấy rằng khi mà ông Lý Tống còn sống, cái cuộc sống rất là khó khăn, những ngày cuối đời, thậm chí là cái nơi ở cũng không có chủ động được, rồi điều kiện về kinh tế cũng rất là cô đơn, rất là khó khăn, và không có nhiều cái sự giúp đỡ giống như là người ta đã tung hô. Người ta đã từng nói rằng một cái người đó là giống như là một cái người đã hy sinh xả thân gì, cống hiến gì đủ thứ chuyện hết. Thì trong trường hợp Chí Tài cũng vậy,
Trong trường hợp ca sĩ Phi Nhung cũng vậy, Phi Nhung và Chí Tài mặc dù là đứng trên sân khấu của Thúy Nga, mặc dù là tiếng tăm đã được khẳng định, tuy nhiên thì cái cuộc sống ở tại Hoa Kỳ đó nó không phải là nó quá dư dả giống như mà ca sĩ Phi Nhung và Chí Tài đã thành công ở tại Việt Nam, ngay cả Hoài Linh cũng vậy. Hoài Linh chỉ vang dội, chỉ có được cái nguồn tài sản rất là lớn khi mà đi về Việt Nam. Đây là một điều rất là khẳng định. Ở trung tâm Thúy Nga đi nữa, mỗi một năm thì người ta tổ chức mấy cái cuốn băng nhạc như vậy đó, một năm ra chỉ được vài ba cuốn thôi. Đó là cái thời kỳ vàng son nha. Còn thời kỳ bây giờ chúng ta thấy rằng gần như một năm trời ra không được ba cuốn hay không nữa. Ngay cả trung tâm mà Việt Sơn, Vân Sơn cũng vậy, hay là ngay cả ACA cũng vậy, đa phần là phải đi hát ở các cái trung tâm ca nhạc, không phải trung tâm ca nhạc mà ở các cái tiểu bang này tiểu bang nọ, và thông qua các cái bầu show người ta tổ chức những cái chương trình, và sau này thì tổ chức rất là nhiều ở trong các cái casino. Và những cái điều đó cho thấy là cái cuộc sống nó không có ổn định. Và một cái những người ở tại Hoa Kỳ lúc mà không có cuộc sống không có ổn định bấp bênh như vậy, sống lăn lóc, sống mà không có ai để mà quan tâm, để mà tung hô, khi mà đi về Việt Nam đó họ phải mưu sinh, họ phải vận động và phải chịu đấm ăn xôi. Bởi vì trước đây đó có khá nhiều những ca sĩ ở Việt Nam mà qua Hoa Kỳ, thí dụ như trong trường hợp của coi như là nghệ sĩ Hồng Vân chẳng hạn, ngay cả là Đàm Vĩnh Hưng cũng rất là khó khăn, bởi vì người ta nói đó cũng là cano, đó cũng là tay sai cộng sản, đó là văn hóa vận, đủ thứ chuyện hết, và người ta chống đối rất là dữ dội. Còn những ca sĩ hải sĩ ở hải ngoại mà đi về Việt Nam hát thì người ta cũng phản đối rất là kinh khủng. Cho nên cái việc mà Hoài Linh hay Chí Tài hay là trong cái trường hợp của Phi Nhung đi về Việt Nam để mà cài đó, đi về Việt Nam để mà mưu sinh đó, có thể nói rằng nó áp lực rất là lớn. Họ phải đương đầu với cái sự mặc cảm của ở phía bên Hoa Kỳ, trong cái cộng đồng mà gọi là cộng đồng tị nạn cộng sản, cái cộng đồng gọi là của người Việt Nam chống cộng ở hải ngoại. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta thấy rồi, qua cái đám tang của Chí Tài được tung hô, được cái cộng đồng Việt Nam gọi là cộng đồng trung tâm thủ phủ chống cộng ở Mỹ chấp nhận, và người ta cũng không có nói nhiều về tại sao cái người này đi về Việt Nam quy đầu với cộng sản, hoặc là ở Mỹ làm đói đói có gì cặp đất ăn, hay là cần thiết là phải về mà phải nịnh hót với cộng sản và về với cộng sản, trong khi mà trong đó có thiếu nhân chủ nhân quyền, đó có nhiều cái điều bất công và cuộc sống của người dân trong đó đang rất khó khăn, và về đó cũng câm miệng rồi cũng khuất phục, cũng gục đầu trong cái đất nước cộng sản để mà kiếm ăn. Như vậy thì nó không có hay ho. Đó là những cái lý luận trước đây, những cái lý luận mà trước kia người ta chống đó, thì người ta nói như vậy. Nhưng mà đến bây giờ thì không nghe nữa. Thí dụ trong trường hợp của Phi Nhung cũng vậy. Phi Nhung thì đi về Việt Nam hát rất là nhiều, và có những cái chương trình Phi Nhung thì cũng có hát giọng cổ. Chúng ta thấy rằng có những cái chương trình vọng cổ, như là đây là cái chương trình của đài truyền hình Vĩnh Long ha, chương trình nghệ thuật đặc biệt Mừng Đảng Mừng Xuân Tân Sửu, và Mừng Đảng Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 vọng cổ Tình Xuân do Phi Nhung trình bày. Thì cái này cũng được đăng trên YouTube cũng đã 30, coi như 8 tháng rồi, được 39.000 view. Chúng ta có thể là rất là dễ dàng để mà lên xem ở trên mạng xã hội. Thì trước đây mà nghe nói những cái điều đó thì người ta rất là không hài lòng, bởi vì họ nói rằng tham gia vào những chương trình để tuyên truyền cho cộng sản. Nhưng mà hiện nay thì qua cái đám tang của ca sĩ Phi Nhung, chúng ta thấy ở trên mạng xã hội xuất hiện rất là nhiều những người họ đã phát biểu, họ ghi nhận, và họ nói rằng ca sĩ Phi Nhung là thành công, là hát rất là tốt và được nhiều người hâm mộ, là người rất là xứng đáng, người đủ thứ chuyện người ta ca ngợi tung trời hết. Thì đó là cái điều mà rất là đáng mừng chứ. Những người mà họ cảm thấy rằng cái sự đoàn kết giữa trong và ngoài nước, cái sự mà hiểu nhau hơn giữa người Việt Nam hải ngoại, ngay cả giữa lực lượng cờ đỏ, cờ vàng, đây đã đến lúc có lẽ là phải quên đi quá khứ rồi để mà hướng tới tương lai chẳng hạn. Một cái kiểu mà gọi là hòa hợp, hòa giải, thì đây là cái lúc mà cần được tung hô lên. Những người mà cổ xí về cái hòa hợp, hòa giải thì họ rất là mừng. Họ thấy rằng đã đến lúc có thể nói là cái nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát huy tác dụng một cách rất là triệt để. Và những cái đám tang
thông qua các đám tang như ca sĩ Phi Nhung và được một cái người thành công ở trong Việt Nam về đủ thứ chuyện hết, cũng lại được ở bên ngoài tung hô, được ở ngoài xiển dương và được cổ xí rất là nhiều, và người ta cũng ca ngợi về cái việc mà ca sĩ Phi Nhung làm từ thiện nữa. Trong khi là ở trong nước đó thì cũng có ý kiến hai chiều, nói rằng cái quỹ từ thiện nó có hay không, cái vấn đề này vấn đề kia, ngay cả vấn đề mà làm con nuôi đó, nuôi con nuôi cũng có vấn đề để mà người ta tranh luận. Tuy nhiên thì nó chỉ dừng lại ở cái chỗ là mọi thứ chưa có được sáng tỏ, bởi vì cơ quan chức năng chưa có vào cuộc và chưa có một kết luận chính thức. Cho nên là khi chưa có kết luận chính thức thì chúng ta không được quyền để mà phán quyết. Thì bây giờ trở lại trong cái đám tang của ca sĩ Phi Nhung thì cũng có những cái dòng chia sẻ từ ở phía bên con gái của ca sĩ Phi Nhung là Wendy Phạm, thì nói rằng cũng sẽ tiếp tục thay mặt mẹ để làm cái công tác từ thiện, cụ thể như là những cái tiền đóng góp vào các quỹ từ thiện á, thay cho các cái hoa viếng cho xin gửi vào cái Zalo ha, cái account gồm có làm Phi Nhung Forever ha, gmail.com, và nếu gửi check thì gửi người Wendy Phạm các thứ. Thì đó là một cái việc này đó cũng đã tạo ra cái sự tranh luận nữa, rất là nhiều cái ý kiến rất là khác nhau. Ở Mỹ thì ngộ nghịch, và người ta cứ một bên thì ủng hộ, họ nói theo cái kiểu của họ, và một bên họ chống thì lúc nào họ cũng nói khác. Nói chung rằng ở phía mình ủng hộ đó thì nói rằng Wendy rất là dễ thương, bởi vì mẹ làm cái vấn đề từ thiện, bây giờ con tiếp tục làm từ thiện, tiếp tục quyên tiền nữa và tiếp tục gây quỹ và gây các cái quỹ từ thiện đó để làm giúp cho những cái người nghèo, những người khó khăn. Mặc dù là mặt xã hội họ cứ nói gì họ nói, họ cứ chê bai, họ cứ xuyên tạc như thế nào cũng không sao hết, mình thấy đúng thì mình cứ làm thôi, và mọi người khác người ta cũng ủng hộ để mà làm cái việc đó. Và thông qua cái đám tang thì làm cái việc mà để gây quỹ từ thiện là tốt nhất rồi, ai cũng thấy được rằng bởi vì đang có cái sự chú ý. Còn ở phía bên những người họ chống đối đó thì họ nói rằng ủa tại sao cứ gây quỹ từ thiện, về Việt Nam đứng dưới cờ đỏ cũng gây quỹ từ thiện, cũng gom tiền, rồi bây giờ đi về Hoa Kỳ coi như là đám tang xong rồi cũng lại gây quỹ từ thiện, đứng dưới cờ vàng lại tiếp tục gây quỹ từ thiện nữa. Từ những người lòng có lòng hảo tâm ở phía bên cờ vàng, ở bên cờ đỏ, đủ thứ chuyện hết. Thì họ nói là đó là một cái sự không rõ ràng, ngay cả trong ý thức chính trị cũng không rõ ràng, và cái quan điểm ủng hộ từ thiện là từ thiện như thế nào, nó phải minh bạch làm sao, đủ cái chuyện hết. Thì nói chung là quá nhiều các ý kiến, quá nhiều các cái sự chỉ trích, đó là chưa nói đến họ chia phe với nhau ra, họ đặt cái vấn đề là ca sĩ Phi Nhung vì sao mất, rồi có liên quan đến Hồ Văn Cường hay không, rồi quay cái mũi dùi sang để mà chống, thậm chí là chê bai ca sĩ Hồ Văn Cường, và có người thì nhảy vào binh ca sĩ Hồ Văn Cường và thậm chí chỉ trích ngược là ca sĩ Phi Nhung. Thì thật ra chúng ta thấy rằng một người đã nằm xuống đó, cái cách tốt nhất là lẽ ra nên xếp lại hết, không có nên đụng đến nói chung mình tôn trọng những cái người chết, và việc họ làm đúng làm sai gì đó nó nên xếp lại hết. Và ngay cả cái người còn sống cũng vậy, nhất là những cái đứa trẻ, những cái đứa như Hồ Văn Cường thì cũng mới vừa đủ 18 tuổi thôi, và cái lứa tuổi này thì cái nhân cách nó mới được hình thành và từng bước nó ổn định thôi, chứ như chưa có phải là vững chãi đâu. Và cái lứa tuổi này cần có một sự phát triển bình thường về thể chất và ngay cả về tinh thần nữa. Trong khi đó thì người ta tấn công một cách rất là dữ dội, thậm chí là mang tính chất nó rất là thô bạo nữa. Thì cái sự quy kết nó như vậy đó, nó sẽ tạo ra một cái không khí rất là nặng nề. Dĩ nhiên là mình chửi người ta thì người ta không có để yên rồi, người ta phải quay ngược lại họ chửi mình và tấn công qua lại thôi, tạo ra hai cái phe phái, nó làm ra một cái sự bát nháo rất là dữ dội và nó ảnh hưởng tới tên tuổi của những người đã khuất. Thì trở lại vấn đề của ca sĩ Phi Nhung đứng giữa cờ đỏ cờ vàng thì đây là một cái vấn đề thực tế rồi. Những cái chương trình ca nhạc ai cũng hiểu được rằng khi mà về làm văn hóa văn nghệ ở trong nước đó, làm sao mà nói rằng tôi chỉ làm văn nghệ thôi, nó không ảnh hưởng đến chính trị, hoặc là tôi không cổ xí, không có xiển dương cái chính quyền Việt Nam, hoặc là nói rằng không có xiển dương, hay là chúng tôi không ca ngợi Đảng Cộng sản, không ca ngợi chính quyền, thì làm sao có được. Không phải là nói ca ngợi cuộc sống, không nói về rau cỏ, nói về bông điên điển không, mà không nói về mừng đất nước đổi thay, mừng đất nước tiến bộ, và mừng coi như là người với người trong cái xã hội mới nó như thế này như thế khác. Chắc chắn một điều như vậy, ngay cả ở bên hải ngoại cũng vậy. Hải ngoại nguyên một cái cộng đồng này trước tới giờ người ta nói là cờ vàng,
thậm chí là trước đây quá nhiều các cái buổi hội họp, hội đoàn, ngay cả những cái buổi họp nó không có phải là mang tính chất là rất là riêng tư, có khi người ta cũng treo cờ vàng. Cho nên là cờ vàng gần như á, là một vấn đề mặc định, và cờ vàng nó giống như một cái lá bùa để mà đưa ra khi mà người ta muốn chứng minh được rằng mình không phải là cộng sản. Và chiếc treo cờ vàng lên là ta biết cái thằng này chắc là nó ly khai cộng sản, nó mới chứng minh nó là cờ vàng. Chứ còn nếu mà nó không có treo cờ vàng lên đó thì có khi là bị chống, có khi là bị nói rằng tại sao cái cơ sở đó, tại sao cái chương trình đó, tại sao cái buổi tiệc đó, cái event này event khác không có cờ vàng. Như vậy thì có yếu tố cộng sản hay không, đúng cái chuyện đó. Trước đây thì nó nặng nề hơn, bây giờ thì không có nặng nề bằng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ca sĩ Phi Nhung cái để tang đó cũng có ảnh, có ghi rõ ràng nó cờ vàng, có hình ảnh và có khá nhiều các trường hợp thì liên quan cái chết của ca sĩ Phi Nhung, ngay cả những cái đám tang nó cũng quá nhiều các sự bình luận, đến bây giờ thì vẫn còn bình luận rất là nhiều. Nhưng mà ở góc độ mà nghị quyết 36 thì nhiều người nhận định rằng cái thành công của nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản là điều không thể chối cãi, và cho thấy rằng nhiều nghệ sĩ Việt Nam về trong nước đó mà càng thành đạt chừng nào, càng có nhiều tài sản chừng nào, càng được nhiều người yêu mến chừng nào, càng thành công về mặt vật chất chừng nào, thì nó là một cái điều minh chứng rất là rõ ràng cho cái việc rằng người ta đã không phân biệt đối xử, người ta tạo điều kiện cho các anh về để mà làm ăn, để mà sinh sống, để mà coi như là tạo lập ra cái cuộc sống ngay tại trên đất nước quê mẹ, cái đất nước mà trước đây các anh nói rằng đó là cái nơi không đáng sống, cái nơi đó là nó ác, nó tàn bạo, rồi nó phân biệt đối xử và nó đẩy người ta phải đi ra biển cả để người ta phải rời khỏi đất nước. Nhưng mà bây giờ thì thậm chí là nhiều người đó đi về Việt Nam thành công hơn là những ca sĩ trong nước. Thí dụ như Hoài Linh, Hoài Linh thì lão lập ra một số những cái cơ sở, một số các cái tài sản mà nhiều cái danh hài ở trong nước đâu có làm được đâu. Thì đó là cái điều rất là rõ ràng. Cho nên có một cái ý kiến nói rằng là đây có phải là cái lúc mà giữa cờ đỏ cờ vàng nó đã đề huề rồi, và không còn cái làn ranh nữa, không còn làn ranh gọi là quốc cộng nữa, ít nhất là trong cái lĩnh vực văn hóa văn nghệ, và những cái trung tâm lớn ở hải ngoại và những cái tổ chức gọi là làm văn hóa văn nghệ ở trong nước đó có một sự kết hợp giao thoa với nhau. Bây giờ thì ca sĩ trong nước đi ra bên ngoài cũng rất là dễ dàng, cũng không có vấn đề gì, không gặp cái sự phản đối gì cả, thì càng lúc nó sẽ quen mắt với những hình ảnh cờ đỏ cờ vàng, và chúng ta sẽ thấy rằng đó là một thực tế. Và tùy theo nhận định của mỗi một cái người thì chắc chắn cũng sẽ còn những sự tranh luận, và chúng ta sẽ tiếp tục ghi nhận những cái tranh luận đó để mà chuyển tải đến tất cả quý vị, và chúng ta sẽ là những cái người có những cái nhận định riêng của mình. Xin cảm ơn.